Alo, chào anh em. Mình vừa hoàn thiện được 4 lưỡi nè. Hai lưỡi gửi đến khách quen với hai lưỡi gửi khách mới. Hai lưỡi tiếng rùa với hai lưỡi móng heo nha anh em. Đó, thì có ba lưỡi là khoan lỗ tròn đồng điện. Đó. Anh em thấy mình khoan vẫn vậy ha. Vẫn rất là dày dặn, cái lỗ mình khoan rất là nhỏ, có 1 ly một à. Nên anh em xài không bao giờ hư được cái này, đảm bảo an toàn. Mình làm lưỡi câu ra để mình xài lâu dài mà. Đó, mình để nghiêng cái này cho anh em nhìn sơ qua hết bốn cái mũi luôn nè. Bốn cái mũi và ngạnh luôn ha. Đó. Em thấy đều như nhau nha anh em. Mũi ngạnh thì đều như nhau, sắc như nhau hết. Bên đây. Sẵn mình sẽ nói luôn những cái ưu điểm và nhược điểm của hai lưỡi câu này để cho anh em lựa chọn. Mình cũng có nói rồi nhưng mà hôm nay mình nói lại thôi. Anh em nhìn cái phía bên đây của cái ngạnh nè. Thấy chưa? Hai cái lưỡi rùa nè. Nó mướt mát đẹp rê chưa? Rất đã ha. Bên cầm hai lưỡi heo. Đây. Đó, nhìn nó dày dặn, nó chắc chắn lắm nha anh em. Rồi để mình cầm cái mũi này cái nữa mình sẽ nói. Đây. Em thấy cái mũi nó tinh không? Mũi nó rất là tinh. Nhưng mà anh em nhìn cái sống lưng này, rất là dày luôn. Đập thép phải như vậy đó. Thì lưỡi câu nó mới bền được. Ok anh em. Hai lưỡi rùa nè. Lưỡi dài hơn chút, một lưỡi ngắn hơn chút nha anh em. Ok. Rất là tuyệt vời. Rồi cái lưỡi móng heo này thì nó có ưu điểm là gì? Ưu điểm của lưỡi móng heo thì nó rất là nhạy, rất là dễ dính má đào. Dễ dính má đào nha anh em. Nhưng mà vấn đề là nó con nhái nó dễ bị đụng xuống đây nè. Cho nên là anh em câu mà móc không khéo thì nó dễ bị xay. Nhưng mà ưu điểm nữa là anh em có thể móc nhái treo được. Anh em có thể móc nhái treo giữa cái lưỡi này được. Đó. Còn cái lưỡi móng heo á thì nó ít xay hơn. Vì á, con nhái nó sẽ nằm cái chân nó nằm đây và nó nằm cái đoạn từ chỗ này nè đến chỗ này, từ chỗ này đến chỗ này, cho nên là nó ít xây hơn vì con nhái nó thẳng cái lưng hơn anh em đó, cho nên cái lưỡi này nó đi mồi nó đẹp hơn. Nhưng mà cái khả năng mà nó dính vô mắt á, nó cao hơn là dính má đào. Để dính má đào á, thì anh em lưu ý á, khi mà cá ăn rồi thì anh em phải ngâm cho nó hơi lâu một xíu, anh em đợi cho con cá nó gung gung cuộn dây, lúc đó là anh em biết nó đang nuốt sâu á, anh em giật thì lúc đó thì nó mới đảm bảo là dính má đào nha anh em. Còn anh em giật liền á thì gặp mấy con mà nó ăn bạo á thì dính má đào, còn mấy con mà nó ăn chậm á, nó ăn mà nó không ăn nuốt sâu á thì nó dính dính mắt. Đó. Đó là cái ưu điểm và nhược điểm của cái lưỡi móng heo. Lưỡi trứng rùa, lưỡi móng heo này nó có một cái ưu điểm nhỏ nữa là nó bắt cá nhỏ ok hơn anh em. Vì sao vậy? Vì ở dưới này nó nhọn nè, con cá nhỏ nó nuốt vô rất là dễ, nó nuốt vô rất là dễ. Bề ngang của cái lưỡi này nó cũng nhỏ nữa, lưỡi móng heo bề ngang nó nhỏ, còn lưỡi rùa thì bề ngang nó to hơn. Thứ hai nữa là cái bụng ở dưới này nè, nó to cho nên là khi nuốt vào ngay cái miệng mô tử thì nó sẽ dướng lại nhiều hơn. Còn này nó nhọn thì nó dễ nuốt sâu vô cái miệng ngô tử hơn. Rồi mình nói luôn cái mũi cong này thì nó hiệu quả như thế nào. Anh em thấy cái mũi cong nè. Thứ nhất là nó giật cá rất là mượt, đâm cá rất là mượt. Nó đâm cá rất là mượt. Thứ hai là nó làm cho cái mũi á, nó đúng cái trọng tâm. Nhiều anh em mà câu lưỡi Cà Mau mà bị gãy ngang đây á, bị gãy ngang đây nè, là lý do anh em làm cái mũi thẳng đây nè. Thì khi anh em giật á thì em tưởng tượng đây, nó bẻ gãy cổ luôn, gãy ngược cổ ra luôn, tại vì nó không có đúng cái hướng đó. Cái thứ ba nữa, cái mũi này á, nó cong là có tác dụng cực kỳ lợi hại khi mà con cá nó táp mạnh vô anh em, táp mạnh vô gì nè, nó không có đâm. Đó, cá táp nó không đâm cá, anh em thấy nè.
Để thẳng trên này nè thì nó không đâm nè, em thấy không? Còn mũi thẳng thì nó sẽ đâm xuống dưới, mũi cong thì nó không đâm. Bởi vì cá đâu có đau đâu, nó không có đau, cho nên là nó ăn rất là bạo. Đó. Lúc anh em giật thì nó mới dính. Còn cái mũi mà chỉ ở ngoài, lúc mà cá táp vô cái nó đau quá, nó nhảy lên thật là nó nhả luôn. Bởi vì là cái mũi thẳng nó không nhảy nghe nè. Gặp cá nhát là xảy hết là vậy đó. Cái mũi cong nó lợi hại đó. Có một chút xíu cong nó thôi nhưng mà nó lại dính cá, nó lại không làm cá nhát. Ok. Anh em nào cần lưỡi, thép, dũa thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo với mình ha. Đó. Mình cầm bốn lưỡi mũi lên cho anh em xem nè. Anh em mà chơi thì chơi cặp này rất là đã. Cá lớn cá nhỏ gì bắt hết. Rồi thêm nữa là vừa chơi được nồng điện vừa chơi đồng cỏ luôn. Đó. Thêm một cái ưu điểm nữa của cái lưỡi móng heo á em là nó sẽ tải cá mạnh hơn cái lưỡi rùa nha anh em. Nó sẽ tải cá tốt hơn cả lưỡi rùa. Vì trọng tâm nó dồn ngay đây nè, mà ngay đây nó rất là thẳng. Nên nó tải cá tốt hơn. Ví dụ như giờ anh em treo cái lưỡi này lên rồi anh em móc cỡ 15 20 kg vô đây nè. Thì anh em sẽ phát hiện được là cái lưỡi móng heo á nó rất là lực, nó rất là mạnh, nó tải cá rất là mạnh. Còn lưỡi chân rùa thì nó không bằng. Cũng đơn giản thôi, tại vì lưỡi chân rùa nó to, bề ngang nó to vậy nè, thì đương nhiên là nó tải cá không bằng cái lưỡi móng heo rồi. Lưỡi heo bề ngang nó nhỏ, càng nhỏ thì nó càng cứng anh em, không? Ok, chào anh em ha.